Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ Sài Gòn của mình. Thì hiện tại thì mình vẫn đang có mặt tại cửa hàng Xe Máy Giá Sỉ Sài Gòn số 327 đường Đặng Thúc Vịnh, phường Đông Thạnh, Hóc Môn. Thì trong video này mình sẽ báo giá cho anh em chiếc Cúp 50 của hãng Ditech. Thì các anh em nhìn sơ qua thì các anh em sẽ thấy là nó rất là giống chiếc Cúp 125 đúng không? Tuy nhiên thì nếu mà chạy ngoài đường thì nhìn sơ qua thì chắc chắn không phân biệt được cái nào là Cúp 125 hoặc là Cúp mà 50 của hãng Ditech mà mình sắp giới thiệu cho anh em đâu đây. Rồi, bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào chi tiết đi ha. Rồi, đầu tiên thì cái thiết kế thì rõ ràng chúng ta thấy là nó vẫn có một cái thiết kế gì đó gọi là nam chạy được, nữ chạy được, một cái thiết kế rất là trung tính và trẻ trung, thích hợp với những bạn sinh viên, học sinh nào mà chúng ta cần một chiếc xe để có thể đi học hàng ngày, hoặc là mọi những cái gia đình có những bà nội trợ, những người mẹ đã muốn đi chợ như thế nào đó đúng không? Nó vẫn rất là hữu ích. Đầu tiên thì chúng ta thấy nè, cái phần đèn ở phía trước thì nó sẽ có cái đèn pha, cốt thì nó sẽ có cái thiết kế vuốt tròn như thế này và nó chia hai tầng ra. Thì ở giữa nó sẽ là cái dải đèn ban ngày, nó dải đèn ban ngày. Thì khi mà chúng ta bật lên nó sẽ có một cái đồ họa khá là bắt mắt, nó sẽ nằm ngang như thế này. Đó, chúng ta sẽ có một cái dải đèn nằm ngang ban ngày thế này. Rồi, còn đèn pha, đèn cốt đó thì chúng ta sẽ có một cái tầng ở dưới để chiếu sáng đúng không? Rồi bên đây thì chúng ta sẽ có cái đèn xi nhan được chia thành hai ngăn thế này. Đó, các anh em có thể thấy. Đó. Tất cả đều là dạng LED luôn nha. Ở đây thì phiên bản mà mình đang giới thiệu cho anh em là phiên bản Cúp 50 hãng Ditech, nhưng mà nó là Cúp 83. Cúp 83 nha, thì nó còn một phiên bản đó là phiên bản 81, thì trong video sau mình sẽ giới thiệu kỹ hơn cho anh em. Thì ở đây phần mặt nạ nó thì nó có những cái đường, những cái mang ấy, nó giống như là mang cá vậy đó. Đó, một cái mang lại một cái cảm giác năng động hơn. Thì cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có những cái mâm hình chữ Y như thế này, nhìn cũng rất là trẻ trung chứ không tính nổi quá già dặn đúng không? Xe 50 nhưng mà phanh vẫn sử dụng phanh đĩa ABS đàng hoàng nha các bạn, nó uy tín chưa? Rồi, lên đây anh em một chút xíu đi, mình nói về cái đồng hồ của nó. Thì ở đây chúng ta vẫn có một cái đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ cơ và đồng hồ kỹ thuật số. Thì ở giữa chúng ta sẽ có một cái đồng hồ tròn kỹ thuật số này. Thì ở đây nó sẽ hiển thị số km đã đi nè, xăng. Rồi ở trên thì nó sẽ có một cái dòng đồng hồ tốc độ. Và bên dưới vẫn có là chìa khóa nè, báo đèn, báo rẽ, rồi báo động cơ và báo số. Đó cho chúng ta. Bên đây thì những cái phím này cũng rất sử dụng các rụt quang, nhưng mà mình cảm giác nó hơi nhựa các bạn. Đó. Rồi đây, đèn pha, đèn cốt đến đây. Rồi còi, xi nhan. Rồi bên đây là công tắc bật. Rồi cuối cùng là nút đề ở bên đây. Và tay nắm thì các bạn thấy là nó vẫn được bọc một cái chất liệu gọi là khá là bám tay ha. Đó thì những bạn nào mà bị phong thấp đó, bị hay ra mồ hôi tay á, thì chúng ta vẫn không bị sợ bị trơn như nào đó. Ở bên dưới thì xe này mặc dù Cúp 50 nhưng mà vẫn dùng smart key nha, chìa khóa smart key. Mà một cái mình thích nữa là cái chỗ mà nó mở khóa như thế này, nó vẫn có một cái dải đèn, cái dòng đèn LED màu xanh nhìn cũng khá là bắt mắt đúng không các bạn. Chỉ tiếc có một cái là cái chức năng của cái chìa khóa này thì nó cũng chỉ là bật tắt đề mở rồi định vị xe thôi, chứ nó cũng không có là mở cốp được. Ủa mà chỉ có dòng đúng không, cái nào mở cốp được đâu, quên nữa. Rồi chuyển xuống dưới đây đi, chuyển xuống dưới đây thì mình sẽ có một cái yên bằng da, mà da màu nâu luôn nha, nhìn cũng rất là sang trọng. Rồi ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái yên này thì bằng chất liệu kim loại thôi. Các bạn nào mà mình thường nếu mà mua về để mà chở người yêu hay cái gì đó, chở gia đình mình nhiều đó, thì mình sẽ có thể độ lên thêm một cái yên da phía sau đây nữa, còn không thì mình vẫn có thể để như vậy. Ở trong đây thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bình xăng, chúng ta có thể đổ xăng ở trong đây nè. Đó. Cái cảm giác mở nắp bình xăng nó cũng khá là nhẹ tay ha, nhưng nó có một cái lẫy trong á, nhẹ tay. Rồi một cái mà mình nghĩ sẽ rất thực dụng luôn, đó là cái nút này, đó là cái cốp phụ ở bên đây. Rồi một nút ấm thôi thì chúng ta sẽ mở được cái cốp ở đây. Thì các bạn có thể, trong đây thì các bạn có thể để, không biết nữa, mình không biết là nó sẽ phù hợp với những cái gì, nhưng mà nếu mà mình có đồ lên ta lên tinh như là tu vít hay là những cái đồ mà sửa xe đó, mình có thể để trong đây. Hoặc là đồ ăn đó, đồ ăn để trong đây nè các bạn, nó cũng khá hay lắm, kiểu như là đồ ăn mà mình sợ nguội á, cái mình để trong đây nè, cái mình vừa chạy cái nó vừa nó hâm nóng luôn. Rồi ở phía sau đây thì mình sẽ có một cái phuộc. Một cái phuộc nhưng mà hơi đáng tiếc là mặc dù là cái con này nó trang bị khá là tốt so với cái phiên bản Cúp 81, nhưng mà cái phuộc này thì nó không điều chỉnh được cái chế độ mà làm một người hai người đó, nó chỉ có như đây thôi. Rồi phần ốp bô vẫn được ốp kim loại nha, nhìn cũng rất là bóng bẩy và sang trọng. Phanh sau thì vẫn sử dụng là phanh đùm nha các bạn. Ở phía sau đây thì cái phần thèn hậu của nó vẫn có cái kiểu LED
màu đỏ, nhìn cũng rất là bắt mắt, chạy phía sau vào ban đêm thì nhìn nó cũng dễ nhận diện. Ở bên đây thì chúng ta vẫn có đèn xi nhan nè, thiết kế thì cũng tương tự như đèn xi nhan phía trước đó, nhưng mà không biết nữa, cái trải nghiệm của mình hồi xưa, một cúp 50 của mình hồi xưa thì nó làm cái dạng bóng đèn tròn ra bên đây, thì những cái kiểu mà nó lộ ra như vậy nó rất khá là dễ gãy. Còn con này thì mình không biết như thế nào, nhưng mà mình thấy cái phần đế này thì nó cũng là to đó, cũng chắc chắn đó, cho nên chắc là không sao đâu. Ở đây thì dán biển số nè. Rồi đối với phiên bản cúp 50, phiên bản 83, cúp 83, phiên bản 50 của D-Test thì chúng ta sẽ có mức giá là 17,5 triệu. Đó, 17,5 triệu đã bao gồm thuế VAT luôn nha. Rồi các anh em nào mình muốn trả trước 20-30% giá trị xe thì mình có thể tới cửa hàng trực tiếp, sẽ có nhân viên hỗ trợ báo giá xe và hỗ trợ trả góp cho mình luôn. Đó. Còn nếu anh em nào mình trả trước 50% giá trị xe thì mình sẽ mang được cà vẹt gốc của xe về luôn. Đó, không sao. Rồi, đối với phiên bản cúp 50, 83 ở phiên bản 2022 thì bên mình ngoài cái màu xanh gọi là màu xanh Subler này ra thì chúng ta sẽ có một cái màu khác xa xù hẻo. Còn xa Subler này nó nào nghe tôi chứ màu gì. Rồi, ngoài cái màu xanh. Rồi, ngoài cái phiên bản màu xanh xu hào này ra thì bên mình cũng sẽ có những phiên bản như là màu trắng nè. Đó, rồi màu đen cho anh em dễ lựa chọn. Đó thì đó là giá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình ngày hôm nay. Rồi hẹn gặp lại các anh em trong những video khác. Chúc anh em một buổi chiều xem video thật là vui vẻ.